Hello, chào mừng anh em đã đến với kênh Thuốc Lào Vlog. Hôm nay mình sẽ review vị tướng Mganga. Chúc AE ngày mới vui vẻ nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình cùng phân tích điểm mạnh điểm yếu của Mganga nhé. Điểm mạnh và điểm yếu của Mganga. 1. Điểm mạnh nhất của Mganga là khả năng hồi phục vô tận, rất hữu dụng khi đi đường cũng như tham gia giao tranh cùng đồng đội. Cùng với đó là nội tại gây độc từ đòn đánh tay và cả kỹ năng. Hiệu ứng này vô cùng khó chịu và làm nên thương hiệu cho Mganga. Điểm yếu của Mganga có thể nói đến là lượng máu tối đa thấp như bao tướng pháp sư khác. Kỹ năng của tên hề này phải sử dụng liên tục nên việc hao hụt năng lượng là điều không thể tránh khỏi. Mganga cũng khá thiếu cơ động, đây cũng có thể là nhược điểm lớn của tên hề này. Các vị tướng có độ chống chịu và hồi phục liên tục sẽ vô cùng hiệu quả khi đi với Mganga. Các vị tướng như Arthur, Tara hay Ibnit sẽ làm chống chịu che sát thương để Mganga có thể xả các chiêu thức vào giao tranh và mang lại sự khó chịu bởi độc của nội tại. Các vị tướng có khả năng tàng hình và tấn công bất ngờ như Ngộ Không, Quillen hay Pain sẽ khắc chế được tên hề ma quái này. Chỉ với một combo chiêu thức thì những tướng trên có thể hạ gục được Mganga một cách dễ dàng mà tên hề không kịp trở tay. Combo chiêu thức người chơi Mganga có thể combo chiêu thức như sau. Dùng chiêu 1 để làm chậm và tích điểm gây độc, sau đó dùng chiêu 2 để gây thêm sát thương và cũng tích điểm gây độc. Dùng chiêu cuối kích nổ làm các tướng trong vùng ảnh hưởng nhận sát thương để kết liễu mục tiêu. 1. Giai đoạn đầu game. Ở giai đoạn đầu trận đấu, Mganga cần tập trung cho việc farm lính, tích tiền và mua những trang bị cần thiết cho bản thân. Mganga cũng có thể đảo đường và hỗ trợ đồng đội mang lại lợi thế nếu thật sự cần thiết hoặc tình huống thuận lợi. Lợi thế của tên hề ma quái này là khả năng hồi phục cao nên việc trao đổi chiêu thức với đối thủ sẽ lợi thế hơn. Giai đoạn giữa trận đấu, Mganga nên có mặt trong các giao tranh nhỏ lẻ để phát huy được khả năng gây sát thương và hồi phục của mình. Với lợi thế hồi phục thì đội hình của Mganga có thể thắng một cách nhanh chóng. Mganga cũng cần để mắt đến các bùa lợi lớn như rơi quỷ hay rồng để kêu gọi đồng đội tiêu diệt. Khả năng hồi phục của tên hề này sẽ giúp bản thân và đồng đội không quá thiệt hại về lượng máu khi tiêu diệt các lợi thế lớn này. Ở giai đoạn cuối trận đấu, Mganga cần cẩn trọng chọn cho mình vị trí thích hợp và an toàn để có thể tung chiêu thức vào giao tranh tổng. Vì lúc này các tướng sát thủ team đối phương đã có các trang bị cần thiết thì Mganga luôn là mục tiêu hàng đầu các vị tướng này cần hạ gục. Ngoài việc chọn các vị tướng sát thủ có khả năng ẩn thân để khắc chế Mganga thì người chơi còn có thể khắc chế tên hề ma quái này bằng các trang bị giảm khả năng hồi phục như đao truy hồn, sách truy hồn. Mất khả năng hồi phục thì Mganga sẽ dễ dàng bị hạ gục do lượng máu tối đa thấp. Anh em thấy hay nhớ ấn nút đăng ký ủng hộ mình nhé.